với kênh của mình. Và hôm nay thì đây là lần đầu tiên trở lại của mình sau phải đến gần 2 năm là mình không làm clip YouTube vì một số cái công việc cá nhân. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ thì mình hứa với anh em là mình sẽ chăm chỉ làm những cái clip YouTube hơn. Thì gần đây mình có mới tìm được cái phần mềm mà giả lập ánh sáng này khá là hay. Thì hy vọng rằng là sử dụng cái phần mềm này sẽ giúp cho anh em có thể tiếp cận dễ dàng hơn về những cái ánh sáng ở trong studio. Hoặc là qua cái kênh này bắt đầu từ bây giờ thì mình cũng sẽ chia sẻ hơn những cái kiến thức về retouch, kiến thức về làm màu. Và những cái câu hỏi, những cái kinh nghiệm, trải nghiệm trong các cái lĩnh vực, những cái nghề liên quan đến cái nghề nhiếp ảnh này. Thì mình vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ làm clip dựa theo cái cách mà mình làm từ trước đến giờ. Đó là mình làm clip thì mình thường không có chuẩn bị quá nhiều, mình chỉ chuẩn bị những cái file tài liệu thôi. Còn đâu là mình sẽ nói và mình gần như là mình không cắt ghép hay chỉnh sửa gì cả. Tại vì cái cách dạy của mình nó liên quan khá nhiều đến cái vấn đề cảm xúc. Cho nên là chắc là anh em cũng hiểu cái này rồi. Ok, thì thôi, không rông dài dòng nữa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với anh em để làm ra được cái sút sáng giống như hình ở bên phải này. Thì đây là cái sút sáng gốc của nó. Đó, đây là cái sút sáng gốc của cái sút hình này. Đây là cái hình mà học sinh của mình chụp. Ok, vậy thì bây giờ bắt đầu sẽ đi sâu vào cái cụ thể của bài của ngày hôm nay nhé. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào vấn đề phân tích một chút về cái sút hình của cái người ta chụp. Thì các bạn nên nhớ được điều là chúng ta đang làm việc dựa trên cái vấn đề là chúng ta đang fake lại người ta. Cho nên là chúng ta chỉ có thể fake được đến bao nhiêu phần trăm thôi. Fake thì ở đây nó gồm có những vấn đề như này. Thứ nhất là fake về lighting, fake về trang phục, fake về make up. Cái trang phục ở trong một cái fake hình ấy nó rất là quan trọng nhá. Ngoài cái đầu tiên là các bạn phải làm về khi các bạn fake hình này, thì đầu tiên các bạn phải fake được lighting. Sau khi các bạn fake được lighting thì các bạn fake phải càng giống trang phục càng tốt. Tại vì sao? Tại vì vấn đề ở đây ý, cái trang phục và cái lighting nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái mood của tấm ảnh, đến cái feeling của toàn bộ tấm ảnh. Ví dụ như trong cái sút hình này các bạn nhìn thấy rằng là không phải tự nhiên mà cái cô mẫu này cô lại mặc một đồ màu trắng này, đi dép màu trắng. Tay cô ấy cũng đeo một cái gì đó màu trắng, tất cả đều màu trắng xanh nhé, tất cả đều là màu trắng xanh. Vì nó sẽ match với cả cái sút hình này, với cái lighting này. Rồi ok, đấy là mình nói qua về vấn đề đó là trang phục thôi. Thì cái vấn đề về trang phục ấy, thì nó sẽ liên quan nhiều hơn đến vấn đề là những cái kiến thức về màu. Thì cái đấy mình sẽ hướng dẫn sau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chủ yếu là về vấn đề lighting cho cái sút này nhé. Rồi, xem qua cái sút này thì chúng ta có thể thấy được là đầu tiên đó là ánh sáng chính ở trên chủ thể. Đây, ánh sáng chính ở trên chủ thể. Đây, mình chút, ánh sáng chính ở trên chủ thể. Đó là khu vực này. Thì chúng ta có thể nhìn vào cái viền ở đây này, chúng ta có thể nhìn vào viền ở đây. Và đây là một cái viền rất sắc nét, đó là lý do vì sao mà ánh sáng chính ở trên chủ thể chắc chắn là sẽ đánh qua một cái chóa. Chỉ có đánh qua một cái chóa ấy, thì nó mới có thể tạo ra được cái viền sắc nét như thế này thôi. Có ánh sáng cứng và ánh sáng mềm. Thì đây chắc chắn là ánh sáng cứng vì cái viền nó cứng. Cho nên là chắc chắn là sẽ có một chóa đánh thẳng vào chủ thể. Sau đó là sẽ có một cái đèn bù. Tại vì khi một chóa đánh vào chủ thể ấy, thì nó sẽ tạo ra shadow. Thì chúng ta sẽ có một cái đèn bù. Phải có đèn bù thì shadow này nó mới sáng được nhá. Nếu như không có đèn bù thì shadow nó sẽ rất là tối luôn. Đó, nên chắc chắn là cái sút này phải có, đầu tiên là có hai đèn. Một đèn sáng vào chủ thể và một đèn bù vào shadow để nó sáng lên. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhìn đến vấn đề về phông. Thì chúng ta có thể nhìn thấy màu phông ở đây là một cái màu ám xanh. Tuy nhiên và chắc chắn đây là không phải màu mà là màu trắng. Cho nên là chắc chắn là cái sút này là một cái sút mà có đánh gel. Sút này là sút có đánh gel. Suy ra chúng ta có thể suy luận được rằng là trong sút này sẽ có một cái gel màu xanh. Một cái gel màu xanh. Đó, đánh ở đâu thì tính sau. Sau khi có một cái gel màu xanh rồi thì quan trọng hơn ý, đó là gì? Các bạn sẽ nhìn thấy đây, có một cái luồng sáng ở đây. Có một cái luồng sáng ở đây. Thì cái luồng sáng ở đây ý, nó là một cái luồng sáng tập trung ở phía sau này. Nhưng nó lại không sáng lên phía này. Nó lại không sáng lên phía trên này. Có nghĩa đó là cái luồng sáng này là cái luồng sáng đánh chỉ đánh riêng vào background thôi. Để tạo ra một cái vùng chuyển chạy từ sáng đến tối như thế này. Đó, như vậy là chúng ta đã có thể phân tích qua được cái xét sáng. Như vậy đấy là chúng ta đã phân tích thôi, đấy là chúng ta nghĩ ở trong đầu thôi. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi vào cái vấn đề cụ thể nó sẽ là như thế nào. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhá. Ok, vào đây thì đây là xét sáng của cái hình này và đây là kết quả. Thì tại sao ở đây cái hình này của mình ấy, nó lại không có cái màu, không ra được cái màu xanh giống như thế này? Tại vì mình, bây giờ mình sẽ nói về cái quan điểm của mình khi mà mình làm clip. Thì khi mà mình làm một cái clip ấy, thì mình sẽ thường xin hướng đến cái việc là sử dụng những cái thiết bị mà bất kỳ bạn nào cũng có thể có. Mình sẽ không sử dụng những cái thiết bị mà nó quá là đắt tiền hoặc quá là hoành tráng.
Bởi vì sao? Bởi vì những cái thiết bị đấy, kể cả chúng ta có làm được, chúng ta có học được, chúng ta có hiểu được, thì chúng ta cũng không có những cái thiết bị đấy để chúng ta sử dụng. Ví dụ như ở đây mình sử dụng một cái gel màu xanh blue, thì cái gel màu xanh blue này là một cái gel mà bất kỳ một cái nhiếp ảnh gia nào cũng có. Sau khi mình sử dụng sau gel xanh blue xong thì mình sẽ Photoshop. Cái Photoshop thì nó rất đơn giản để ra được cái hình này. Mình không biết rằng là cái hình gốc của người ta có sử dụng cái gel màu để nó ra được cái màu trực tiếp một phát như thế này luôn. Cái đấy mình không biết. Mình chỉ biết rằng là đây, cái ảnh gốc của mình khi mình chụp nó sẽ ra được một cái ảnh gốc như thế này. Đây, học sinh của mình test rất nhiều, tí nữa mình sẽ nói sau. Đây, thì đây là cái ảnh gốc của mình. Thì cái vấn đề đó là gì? Đây, ảnh gốc là chính xác là ảnh bên này hơn. Thì cái vấn đề đây là cái màu xanh blue. Thì sau đó mình sẽ Photoshop để mình biến nó thành cái màu này. Tại vì màu blue này nó sẽ có ám cái màu này. Thì cái việc mà chúng ta chỉnh trong hue hay là selected color nó rất dễ. Thì cái quan điểm của mình khi mà mình làm clip và khi mà mình hướng dẫn các bạn ấy, thì mình hướng dẫn các bạn để các bạn có thể làm được, chứ không phải là mình hướng dẫn các bạn để các bạn rồi sử dụng những cái thiết bị tản sáng nó đắt tiền, nó hoành tráng mà không ra được vấn đề, không ra được kết quả, thì cho đến cùng thì chúng ta học cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đó không phải là cái mục đích của mình. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể cái vấn đề. Đầu tiên thì lại quay trở lại cái vấn đề về cái căn phòng này, thì ở đây mình đang setup một cái studio có chiều ngang khoảng 4 mét, chiều dài khoảng 8 mét và chiều cao khoảng 3 mét rưỡi. Đây là diện tích khoảng 32 mét vuông với chiều cao là 3 mét rưỡi, và diện tích này là diện tích mà phòng chụp của mình đang có, chứ mình không lấy bất kỳ một cái diện tích quá lớn nào. Tại vì trong các cái clip về sau ấy thì mình sẽ nói cho anh em biết được là với cái không gian lớn thì nó sẽ thuận tiện như thế nào. Nhưng tuy nhiên chúng ta lại đặt ngược câu hỏi lại là mấy ai có được các cái studio lớn, đặc biệt là những anh em ở các cái vùng, không ở những cái vùng trung tâm lớn, những thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thì các anh em cũng sẽ rất ít khi có điều kiện có được những cái studio có diện tích lớn như một cái nhà kho chẳng hạn. Thì như vậy thì chúng ta kể cả có làm được sét sáng ở trong những cái bối cảnh không gian như vậy thì kết quả chúng ta vẫn không thể làm được với cái điều kiện thực tế. Đó là lý do vì sao mà ở đây cái đầu tiên là về vấn đề studio, thì mình sử dụng một cái studio có diện tích là 32 mét vuông với chiều cao là 3 mét rưỡi. Cái chiều cao này là một cái chiều cao cơ bản. Nếu mà một chiều cao khoảng 2 mét thì đó sẽ là một studio rất thấp. Ok. Tiếp tục đó là mình sử dụng một cái phông màu trắng, cái này thì bắt buộc ai cũng có rồi. Ok, sau đó tất cả các thiết bị tản sáng ở trong này, ví dụ như ở trong này chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta có khoảng 6 cái đèn, thì tất cả các thiết bị tản sáng ở đây đều sử dụng là đèn và chóa. Tất cả những cái đèn này đều có công suất, đều có chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tăng và giảm công suất, không chiếm quá nhiều cái gọi là về nhiệt độ màu ấy, thứ không quan trọng. Tất cả đều chỉ là đèn bình thường. Tiếp theo nữa đó là các cái thiết bị tản sáng, thì ví dụ như trong số hình này thì là mình đang sử dụng 1, 2, 3, 4, 5 cái chóa đèn, cái này thì ai cũng có rồi. Và một shop box 60-60, cái này thì lại càng dễ hơn khi mà có. Đó, để chúng ta có thể ra được số hình như thế này nhá. Chúng ta cần phải quan điểm rất rõ ràng rằng là chúng ta phải làm ra được cái số hình mà chúng ta đang mong muốn với những thiết bị và không gian của chúng ta, chứ không phải là chúng ta làm ra với những thiết bị và không gian của người khác. Thì như vậy ý, thì chúng ta cũng không thể áp dụng được vào vấn đề thực tế. Làm cái gì cũng phải thực tế. Rồi, ở trong cái shooting này nữa thì có một cái vấn đề nữa, đó là mình đang sử dụng một cái tiêu cự nó khoảng là bao nhiêu. Tiêu cự ở đây mình đang sử dụng fix 135. Cái fix 135 này, fix 85 này và 70-200, nó là một cái rất rất quan trọng ở trong studio. Trong cái bài này mình cũng sẽ phân tích về cái vấn đề này để anh em có thể hiểu được cái tầm quan trọng của tiêu cự. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu đi sâu hơn vào vấn đề về set đèn. Thì ở đây, đầu tiên đó là thông số về máy ảnh. Chắc chắn anh em sẽ, những cái đặc biệt là những anh em mới sẽ đặt một cái câu hỏi là: ô, thế bây giờ mẹ nhiều đèn như thế này, quá nhiều đèn như thế này, xong bây giờ làm thế nào để mà có thể biết được ra được là đèn nào công suất bao nhiêu, rồi cái khẩu tốc là bao nhiêu. Thì ở đây mình cũng sẽ hướng dẫn để anh em phải làm từ từ thôi. Thứ nhất, trước khi mà anh em set đèn ý, thì anh em phải nhớ cho mình một cái quy tắc, đó là như này này. Chúng ta sẽ chỉ làm việc với một thông số hoặc một công cụ duy nhất, không làm nhiều thứ cùng một lúc. Thế nào là một thông số và một công cụ? Thì bây giờ mình sẽ nói. Thứ nhất, ở đây là trên máy ảnh. Mình đang để ở trong studio là mình đang chụp, ở đây là mình đang chụp hoàn toàn với đèn nổ. Thì thứ nhất là mình sẽ fix một cái, nhớ đây là mình fix nhé, mình nói là fix có nghĩa là sẽ không sờ vào nữa. Fix với cả một cái tốc độ là 1 trên 160, ISO thấp nhất là 100. Và F ở đây mình đang để là F8. Thì đặt một cái câu hỏi là tại sao lại là F8? Mình không cần biết, mình chỉ cần biết mình đang để F8.
Ví dụ mà mình đã để F8 và mình không bao giờ sờ vào máy ảnh nữa ấy, thì đồng nghĩa với việc đó là gì? Tất cả bây giờ mình chỉ quan tâm đến vấn đề là công suất của đèn, khoảng cách của đèn đến chủ thể, công suất của đèn đến chủ thể và thiết bị tản sáng chiếu đến chủ thể. Đó, các bạn phải rõ ràng như vậy nhá. Ví dụ như thế này, bây giờ mình tắt hết tất cả các đèn ở trong studio này đi. Mình tắt hết tất cả các đèn ở trong studio này đi. Thì đồng nghĩa có nghĩa là gì? Khi bạn chụp tạch một cái một tấm ảnh, nó sẽ ra một cái màu đó là như này. Nó sẽ ra một cái màu đó là đen xì, đó là như này. Đó, đây sẽ là tấm ảnh với F8. Khi chúng ta bật bất cứ một cái nguồn đèn 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 nào lên thì nó sẽ chiếu đúng vào cái khu vực đấy. Thì cái nguyên tắc xét sáng với cái nhiều đèn ở trong studio ấy là chúng ta phải làm với từng đèn một. Ví dụ cái đầu tiên đó là gì? Mình đang cần chiếu sáng vào chủ thể, mình sẽ bật sáng chủ thể lên. Mình cần bù vào chủ thể thì khi mà mình chiếu sáng vào chủ thể như thế này nhá, thì mình sẽ có được như này này. Thứ nhất là khoảng tí nữa mình sẽ giải thích tại sao mình xét như này đã. Bây giờ mình đang nói từ từ một. Thứ nhất, khi mà mình có cái đèn như thế này rồi thì mình sẽ có là, thứ nhất là mình đã có cái thông số ở trên máy ảnh là giữ nguyên nhá. Giữ nguyên, không thay đổi. Tốc 160, ISO 100 và F là F8, giữ nguyên F8 tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Sau đó mình sẽ chiếu đèn vào. Vậy thì khi mình chiếu đèn, đầu tiên mình sẽ đặt đèn xong mình đặt đèn, xác định thiết bị tản sáng xong bắt đầu mới đến công suất, đúng không? Rồi đầu tiên mình sẽ đặt đèn vào đây. Mình sẽ sử dụng thiết bị tản sáng là cái chóa, bởi vì như lúc nãy mình phân tích đó là mình sẽ cần một cái bóng gắt, bóng cứng đó. Và sau đó bây giờ các bạn để ý, mình để ở trong cái suất này mình đang để công suất là 6.5, nhưng ví dụ chẳng hạn mình để công suất nó cao hơn như thế này ạ, thì có nghĩa nó đang bị cháy thôi. Thứ nhất nó đang bị cháy, thứ hai là nó đang bị đánh vào phông, mà mình không muốn cái việc đấy. Mình chỉ muốn thứ nhất là nó không cháy và thứ hai là nó không lem vào phông. Đó là lý do vì sao mình sẽ thu nó về 6.5. Nhưng ví dụ mình để thấp quá như thế này, công suất bây giờ nó chỉ là bao nhiêu, 5.0, thì chủ thể nó đã bị tối. Đó là lý do vì mình sẽ phải tăng công suất lên là 6.5. Đó, 6.5 và 6.6. Thì ở đây ý, mình chỉ làm một cái việc đó là gì? Mình chỉ làm một cái việc đó là xác định vị trí của đèn đến chủ thể, xác định thiết bị tản sáng chiếu vào chủ thể, sau đó tăng giảm công suất theo cảm quan của chúng ta. Nhớ là theo cảm quan nhé, chứ không phải là theo bất cứ một cái công thức nào đâu nhé. Theo cảm quan đây là tôi đang muốn nó sáng và không có lem vào phông, không lem vào phông. Tại vì sao không lem vào phông? Vì tất cả những ánh sáng lem vào phông ấy mình sẽ xử lý bằng cái đèn khác. Đấy, đấy là nguyên tắc của cái shoot này, Rồi ok, thế thì bạn đặt một cái gọi là thế, nhưng có bao giờ có chiếu cả đèn, chiếu đèn cả chiếu sáng chủ thể cả sáng phông không? Có, nhưng đấy là shoot khác. Trong cái shoot này thì cái đèn đầu tiên mình muốn đó là gì? Chiếu vào chủ thể, sáng chủ thể, ánh sáng cứng và không lem vào phông. Đó là lý do vì sao mình đặt đèn ở vị trí này. Tại vì sao mình đặt ở vị trí này? Ví dụ mình đặt ở vị trí này và mình lắc cái đèn đi vị trí khác nhá. Đó, các bạn thấy nó lại quay mẹ vào phông không? Mình không thích cái vấn đề nó quay vào phông như thế này. Mình chỉ muốn nó chiếu thẳng thôi, mình ấn Ctrl Z để nó về vị trí cũ. Nhưng bây giờ ví dụ mình để ra một cái vị trí khác như này thì nó lại không được. Mình để ra như này thì nó sẽ lần thì cái viền ánh sáng nó vào thôi. Bây giờ mình lại phải quay vào như thế này. Nhưng khi mình quay vào như thế này thì nó lại làm sao? Nó lại chiếu vào phông, mình không thích. Đó, đó là lý do vì sao mình sẽ phải để nó ở vị trí này, đúng vị trí này. Và các bạn nhớ này, sau khi cái đèn này đã được đặt vào vị trí, tuyệt đối không bao giờ sờ vào nó nữa, không sờ vào diện, không sờ vào cái khoảng cách, không thay đổi thiết bị tản sáng và cũng không thay đổi công suất. Chúng ta lại fix thêm một đèn nữa. Như vậy chúng ta đã có hai thứ, một đó là máy ảnh, hai đó là đèn, cái đèn thứ nhất, đúng chưa? Tiếp theo, bây giờ mình cần bù sáng ở đây đúng không? Mình lại bật đèn này lên, đó. Thì khi mình bật đèn này lên mình sẽ nhìn thấy là, thứ nhất là ánh sáng nó lem vào phông một chút, không sao. Mình có thể làm gì? Lắc cái đèn đi như thế này. Lắc cái đèn đi. Đó, cho là cái phông nó tối hơn. Nhưng mà cái đấy nó không quan trọng lắm. Cái quan trọng là cái đèn này với một, tại sao mình lại sử dụng thiết bị là softbox? Tại vì mình muốn bù sáng vào cái chỗ này. Mình không thể sử dụng chóa được, vì sử dụng chóa thì nó sẽ bị cháy. Đó là lý do vì sao mình sẽ sử dụng thiết bị tản sáng là cái softbox, mình sẽ chiếu vào đây. Và như vậy với hai đèn này thì chúng ta có thể là thấy là mình đã làm sáng chủ thể lên, nhưng tuy nhiên phông không hề sáng, phông không bị ảnh hưởng quá nhiều. Các bạn đã thấy chưa? Và đương nhiên rồi, với cái đèn thứ hai này chúng ta lại có là gì? Có khoảng cách từ đèn đến chủ thể, có thiết bị tản sáng chiếu vào chủ thể và đặc biệt chúng ta lại có công suất. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là công suất là 5.6 này. Thế đặt một cái câu hỏi là Hiếu ơi, công suất cao hơn được không? Được, nhưng mà đây nó sẽ như thế này. Hiếu ơi, công suất thấp hơn thì không được, thì nó sẽ là như thế này, không đủ. Đó là lý do vì sao mình sẽ phải kéo cái công suất lên làm nào. Ở đây mình thấy 5.6 là hợp lý nhất, thậm chí là 6 cũng được, nhưng mà nó chỉ quanh quanh như vậy thôi.
Cái vấn đề là các bạn phải hiểu vấn đề như vậy. Đó thì như vậy là các bạn đã có gì? Đã có đèn thứ hai. Như vậy là với hai cái đèn này, như vậy là ở đây là đã có ba thứ nhá. Thứ nhất là máy ảnh này, máy ảnh với thông số khẩu tốc ISO đã được fix. Thứ hai là cái đèn thứ nhất cũng đã có khoảng cách thiết bị tản sáng và công suất cũng được fix. Sau đó lại cái đèn thứ hai là cũng có khoảng cách thiết bị tản sáng và công suất cũng được fix rồi. Như vậy là đã có ba thứ fix rồi. Với ba thứ fix như vậy, chúng ta có một cái chủ thể sáng và phông tối. Ok chưa? Chủ thể nhận được ánh sáng cứng, ánh sáng chính là ánh sáng cứng nhá, ánh sáng cứng. Đó. Rồi tiếp theo nữa, như mình đã phân tích là trong suốt này thì như chúng ta nhìn thấy đây không phải là ánh sáng trắng mà đây là ánh sáng ám xanh. Đây là ánh sáng ám xanh ở trên chủ thể. Đó là lý do vì sao mình sẽ đánh một cái gel lên trần. Mình sẽ đánh một cái gel lên trần như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Khi mình đánh một cái gel lên trần như này thì cái da của chủ thể không còn là màu trắng nữa mà nó đã có ám một chút màu xanh rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đánh lên trần nó sẽ văng ra từ lưa khắp nơi và nó sẽ chiếu xuống chủ thể. Nhưng cái quan trọng nhất đó là mình cần cái bách này nó ám màu xanh. Đấy, nó ám màu xanh giống như trong này. Các bạn tưởng tượng không? Ở đây nó ám màu xanh này. Đấy, xong bắt đầu nó sẽ đánh hai cái đèn nữa vào phông để cho cái vùng sáng, đúng không? Rồi nhưng tuy nhiên các bạn sẽ nhìn thấy đây là gì? Các bạn sẽ đặt một câu hỏi là thế cái xanh này, cái màu sáng, cái độ sáng của cái màu xanh này và độ sáng của cái màu xanh ở bên này, thằng nào sáng hơn, thằng nào tối hơn? Thì đương nhiên cái màu xanh, cái độ sáng của màu xanh của mình nó đang làm sao? Tối hơn. Còn độ sáng màu xanh của nó đang làm sao? Sáng hơn. Đó là lý do vì sao mình sẽ lại đánh tiếp một cái đèn nữa lên trần. Đánh tiếp một cái đèn nữa lên trần. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì khi mình đánh một cái đèn nữa lên trần thì lập tức cái phông nó sẽ sáng lên rồi. Thì cái đèn lên trần này là một cái đèn khá là quan trọng về công suất, vì nếu như mình đánh mạnh quá như thế này, lập tức nó sẽ bị mất màu xanh. Mà nếu như mình đánh thấp quá thì nó lại không tác động gì mà nhiều. Đó là lý do vì sao mà nó phải ở một cái công suất cực kỳ ổn định. Và cái này các bạn sẽ phải tùy chỉnh rất nhiều. Đó cũng là lý do vì sao mà các bạn cần phải mua những cái thiết bị tản sáng, những cái đèn ý, và những cái trigger nó cùng đồng bộ với nhau, vì các bạn ngồi một chỗ các bạn có thể chỉnh được. Ok, rồi sau đó ở đây hai cái đèn khó nhất trong cái shoot hình này chính là hai cái đèn này. Hai cái đèn này. Bây giờ mình sẽ bật hai cái đèn lên. Thì như vậy nhá, mình lại nói chậm lại này. Lúc nãy mình đánh, bây giờ mình tắt cái đèn này đi. Lúc nãy mình đánh cái đèn này lên trần là mình lại có gì? Mình lại đấy, các bạn nhìn thấy là công suất của nó lên tận 10 này. Thấy không? Mình phải đánh công suất nó lớn như này, vì mình đánh công suất thấp quá nó chả ra cái gì cả. Đó, mình phải đánh công suất này lên tận 10. Và khoảng mình lại có lại mình khi mà mình lắp thêm một đèn thứ ba vào, mình lại có gì? Khoảng cách của đèn, thiết bị tản sáng của đèn và công suất. Nhớ này, trên đèn bao giờ cũng phải có ba thứ: khoảng cách của đèn, thiết bị tản sáng với đèn và công suất. Đó, sau đó bên này cũng lại có gì? Khoảng cách, thiết bị tản sáng và công suất. Đó. Rồi, tiếp theo nữa ở đây nó sẽ khó nhất ở đây, đó là hai cái đèn này. Bây giờ trước tiên mình sẽ bật hai cái đèn này lên để các bạn nhìn cái hiệu ứng. Đó, mình đánh hai cái đèn này, nó sẽ tạo ra một cái vệt sáng như thế này, gọi là vùng sáng đi. Vậy thì bây giờ cái đầu tiên ý, tại sao cái này mình lại dùng chóa? Tại vì đơn giản thôi, nếu mà mình sử dụng softbox ý, thì nó sẽ rất mềm, nó sẽ không tạo ra được cái ánh sáng cứng. Các bạn nhìn đây, ví dụ mình thay bằng cái softbox 80 mà, các bạn nhìn thấy không? Cái vùng chuyển nó cực kỳ là mềm. Mình bắt buộc mình phải sử dụng chóa. Chóa này thì ai cũng có nhá, không phải ai không có đâu nhá. Chóa thì nó mới có thể triệt phá được cái màu ở màu xanh ở cái đoạn này, triệt phá được cái màu xanh ở cái đoạn này. Đó, và thêm một cái nữa là hai cái đèn này mình phải dí rất sát vào phông, tại vì nếu như mình không dí vào phông nhá, bây giờ các mình sẽ ví dụ như này. Thứ nhất, mình dí vào phông và mình cúi xuống chúc cái đèn xuống, vì nếu như mình ngẩng cái đèn lên này, các bạn nhìn thấy không, các bạn thấy nó đang bị tỏa ra rất nhiều không? Tỏa ra một phát mất luôn hiệu ứng trên phông. Đó là lý do vì sao mình phải chúc cái đèn xuống. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mình phải chúc cái đèn xuống để nó đánh đập vào đây, nó đập như kiểu đánh bóng bàn ấy, các bạn hiểu vấn đề không? Nhưng mà vì sao lại phải dí sát? Tại vì dí sát vào phông ấy thì nó mới mạnh được. Còn nếu mà mình để như này, nhưng mà mình để ra xa phông chẳng hạn, đây mình kéo nó ra xa phông nhá. Các bạn nhìn thấy không? Càng ra xa thì cái, đợi đi, các bạn đợi mình chút. Càng ra xa thì độ tỏa nó càng cao. Đây các bạn nhìn này, càng ra xa độ tỏa nó càng cao. Mình chỉ muốn nó tập trung ở cái khu vực ấy thôi, chứ mình không muốn nó tỏa ra như thế này. Tỏa ra như này là mất hết cái hiệu ứng của mình rồi. Ok, đó là lý do vì sao mình sẽ để nó tập trung ở đây. Đó, thì như vậy là các bạn đã thấy được cái set sáng của cái shoot này. Thì trong cái shoot này, hai cái đèn này là hai cái đèn quan trọng nhất. Vậy thì đặt một cái câu hỏi là, thế nếu như để ra xa này có được không? Được. Nó có đẹp không? Đẹp. Nó không xấu.
Nhưng mà cái vấn đề đó là gì? Là mình đang cố gắng để fake lại giống nhất người ta có thể. Đó là lý do vì sao mà mình sẽ để như thế này. Rồi, vậy thì bây giờ đây 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 là cái câu chuyện ở trên setup. Vậy thì bây giờ nhá, mình sẽ nói với các bạn như này này. Mình có thể giúp được các bạn cái gì? Mình có thể giúp được các bạn đó là khi các bạn nhìn vào một layout, các bạn sẽ xác định được ở trong đầu rằng là các bạn sẽ set up ánh sáng như nào. Set up ánh sáng gồm có thứ nhất là chúng ta sẽ dùng bao nhiêu đèn. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những thiết bị tản sáng gì. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ chiếu sáng như thế nào. Đó, thì cái clip này và những cái clip về sau cộng với việc sử dụng cái phần mềm này, mục đích của mình chỉ để mô phỏng lại trong đầu các bạn rằng là các bạn sẽ có được một cái sơ đồ set sáng. Còn nó có trong thực tế nó như thế nào ấy, thì các bạn bắt buộc phải bắt tay vào test. Đó là lý do vì sao mà đây mình sẽ cho các bạn sang xem cái vấn đề thực tế. Đây là thực tế cái shoot hình mà học sinh mình chụp. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rằng là các bạn ý test rất nhiều thứ. Test rất nhiều thứ, các bạn ấy cứ lùi ra lùi vào cái đèn. Các bạn ấy càng lùi ra lùi vào cái đèn, các bạn càng chỉnh công suất, càng cân chỉnh từng tí một thì cái cảm nhận ánh sáng của các bạn sẽ càng tăng lên. Các bạn hiểu vấn đề của mình không? Và sau rất nhiều cái ảnh test thì đây là cái ảnh mà mình chốt cho các bạn ý. Ở đây nhá, thì đây đây sẽ là cái set sáng ở đây. Thì ở đây ý, các bạn học sinh mình có một cái bị sai, đó là gì? Đầu tiên nhá, mình sẽ nói lại cái set sáng trong thực tế. Đầu tiên đây là cái ánh sáng chính mình đang chiếu vào chủ thể. Mình không có đủ đèn, mình chỉ có 5 đèn thôi cho nên mình đã sử dụng một cái flash. Đây một cái đèn flash đó. Và mình dùng một cái chóa dài để chiếu vào chủ thể. Sau đó đèn này là đèn mình đánh vào chủ thể nhưng mình lắc cái đèn đi, mình lắc để cái phần này nó vào chủ thể thôi chứ phần này không vào chủ thể. Vì nếu như phần này mà vào chủ thể này thì phần này nó sẽ lem vào phông. Mình không muốn ánh sáng này lem vào phông, đó là lý do vì sao mình bảo các bạn ấy lắc cái đèn đi để chủ thể đánh vào đây. Đó thì nó sẽ sáng được chủ thể, sáng đây và sáng đây. Ok. Sau đó ở đây là một đèn đánh lên trần. Và đây là một đèn đánh lên trần lắp gel xanh. Các bạn nhìn thấy cái gel blue không? Đó. Sau đó là gì, cũng là một cái đèn nữa đánh lên trần nhưng cái đèn này là đèn trắng, đèn này là đèn không lắp gel đó. Thì ở đây các bạn học sinh của mình ý bị sai, bị yếu một vấn đề, đó là các bạn ấy sử dụng, đây là các bạn có nhìn thấy hai cái đèn gầm ở đây không, ở đây có một cái đèn gầm bên này nữa này đấy. Thì hai cái đèn này các bạn đang để ở ra xa, vì các bạn ấy để ra xa cho nên các bạn ấy mới phải lắp cái bốn cái cánh cửa bên đo vào này để nó đấy, để che này đấy. Nhưng mà vấn đề là các bạn ấy lấp liếm thế không được, tại vì khi các bạn lấp liếm như vậy thì các bạn nhìn thấy cái vùng chuyển này nó rất chi là mềm, nó không hề gắt như trong ảnh. Trong ảnh nó phải gắt như này cơ. Đó là lý do vì sao trong suốt này mình phải kích sáng lên bằng Photoshop. Các bạn nên nhớ, vẫn nên nhớ một điều nhá, đó là chúng ta đang học chứ không phải chúng ta đang học và chúng ta cố gắng làm giống nhất người ta có thể, và kết quả cuối cùng của chúng ta không phải là bức ảnh, kết quả cuối cùng của chúng ta là chúng ta học được cái gì từ cái bức ảnh đấy. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Thì trong cái trường hợp ở đây ý, là mình đây là cái ảnh cuối cùng và mình đã phải sử dụng Photoshop để mình kích sáng ở đây lên. Nhưng mà cái vấn đề đó là gì, cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được cái luồng tư duy rằng là với những thiết bị tản sáng, với cái setup thì tôi có thể làm được đến đâu, và với Photoshop tôi có thể làm được đến đâu với những gì mà tôi đang có trong tay. Chứ không phải là chúng ta đâu có được những cái thiết bị giống như người ta, chúng ta đâu có không gian được giống như người ta, chúng ta đâu có được những cái đèn giống như người ta mà đòi chúng ta giống hệt như người ta đấy. Cho nên chúng ta phải làm, chúng ta phải 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 có được cái tư duy như vậy. Rồi, như vậy là các bạn đã có thể thấy được là với một cái set sáng như vậy và một cái sơ đồ set sáng như này là chúng ta đã có thể hiểu được rằng là chúng ta sẽ phải làm gì. Và cái việc của các bạn, cái việc của mình là mình hướng dẫn các bạn, mình chỉ cho các bạn như vậy. Và cái việc của các bạn là phải bắt tay vào thực hành. Đây là cái duy nhất mà mình có thể làm được các bạn, là mình không thể làm thay được các bạn, đó là thực hành thay các bạn thì mình không thể làm được cái việc đấy. Còn nếu các bạn muốn làm cái việc đấy thì các bạn quảng cáo luôn, các bạn bỏ tiền ra học mình, ok ngay đấy, cái gì nó cũng phải rõ ràng. Ok rồi, ở đây nhá, quên, ở đây còn một cái vấn đề nữa là mình còn phải dạy chỉ cho các bạn nữa, đó là cái vấn đề về tiêu cự. Các bạn nhìn thấy nhá, ở đây là mình sẽ phân tích cho này, các bạn nhìn thấy nhá, ở đây nhá, các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chủ thể ấy, gần như đang dính vào phông đúng không, nhưng trong cái xuất hình này của mình chủ thể là bạn này ngồi rất xa phông, như cho nên cái khoảng cách cảm giác không gian từ chủ thể đến phông ấy nó có nhá. Tại sao có cái khoảng cách này? Bởi vì cái shoot hình này ấy, các bạn ấy chụp với tiêu cự là bao nhiêu? Đây, cho mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn ấy chụp với tiêu cự là 102 mm. Cái tiêu cự này vô cùng quan trọng luôn. Đây là mình sẽ đi vào thực tế cho các bạn xem. Ví dụ ở đây, bây giờ các bạn nhìn thấy trong shoot này các bạn có thể
các bạn cũng có cảm giác có cái khoảng cách giữa không gian đúng không? Không gian giữa chủ thể và background nhưng nó không nhiều. Nhưng bây giờ ví dụ mình thay ở đây đó là con len 85 chẳng hạn. Đây len 85 chẳng hạn. Len 85. Đó. Thì kể cả khi mình thay len 85 và mình có trí dí sát vào như này để mình lấy lại cái khung hình cũ như vừa rồi nhá. Dí sát khung hình lại để mình lấy lại cái khung hình cũ như vừa rồi nhá. Thì các bạn nhìn thấy đấy, cái khoảng cách không gian của nó vẫn còn rất nhiều. Đó, các bạn hiểu vấn đề chưa? Đó là lý do vì sao các bạn khi mà các bạn xem các cái clip của đây, ví dụ mình để fix 200 chẳng hạn. Fix 200 sợ cái phòng này không để được. Không để được cả người như này đâu nhá. Nên mình sẽ để fix 200. Thì khi đấy các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà để fix 200 các bạn có nhìn thấy cái background bây giờ nó dính sát vào người không? Đấy, mình sẽ chỉnh căn chỉnh một tí cho nó hợp lý. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Background bây giờ nó nằm sát ở trong người. Nó giống hệt như cái xuất hình này. Đó là lý do vì sao ở đây nó cũng có một cái bài và một cái kiến thức nữa, nó liên quan đến cái tiêu cự ở trong studio. Và ở trong studio tiêu cự càng dài ý, tiêu cự càng dài ý, thì chủ thể càng dính sát với background. Tiêu cự càng dài thì các bạn càng có thể tách chủ thể ra riêng, ánh sáng ở trên chủ thể riêng và background riêng. Ví dụ như trong cái trường hợp này ý, là mình đang tách ánh sáng chủ thể riêng, ánh sáng trên background riêng, ánh sáng toàn studio riêng. Đó. Còn với cái studio nhỏ ấy, thì các bạn chỉ, ví dụ như cái studio các bạn thấp hơn, các bạn chỉ có thể để chủ thể ngồi ở đây được thôi. Rồi các bạn dí vào như thế này thì nó sẽ bị khó. Đó, đó là lý do vì sao mà cái không gian của studio rất quan trọng. Và đó cũng là lý do vì sao mà khi mà các bạn, xem các cái clip của những cái nhiếp ảnh gia Trung Quốc ấy, các bạn sẽ nhìn thấy họ rất hay sử dụng 70-200 để họ chụp, là bởi vì họ muốn tách chủ thể và background ra riêng, ánh sáng từng khu vực riêng. Đó, đó là cái kiến thức mà các bạn cần phải học. Ok, như vậy là sau clip này thì các bạn đã học được khá nhiều kiến thức. Và nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy like, share và tiếp tục ủng hộ mình. Rất hy vọng rằng là trong cái thời gian tới mình sẽ có thể chia sẻ được với các bạn nhiều kiến thức hơn nữa. Và mình cũng thực sự là rất cảm ơn các bạn. Mặc dù trong cái thời gian vừa rồi mình không làm clip nhưng vẫn rất có nhiều người inbox cảm ơn mình rồi. Inbox rồi bảo rằng là nhờ mình, nhờ những kiến thức mình chia sẻ mà các bạn có thể thay đổi được. Thì đấy thật sự là một trong những cái động lực cực kỳ lớn với mình để mình có thể tiếp tục chia sẻ với các bạn. Thì mình rất chi là cảm ơn các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip lần sau. Xin chào các bạn.